Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. Ok, hello và xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo nhá. Hiện tại ngày hôm nay thì mình đang mặc cái bộ trang phục, đó là bộ trang phục sát thủ bí ngô nha mọi người. Ok, đậu xanh này. Ok, khá là dễ thì Kẹo đã có cho mình được một mạng đầu tiên rồi nha các bạn ơi. Các bạn thấy là có đơn giản không ạ? Có mỗi là hiện tại thì Kẹo còn chưa có cả một cái khẩu súng tiểu liên nữa, nên là bây giờ là chơi hơi bị chán anh em ơi. Combo hiện tại mà Kẹo đang trang bị đó là Scar cộng với một khẩu súng SPAT-12 nha anh em. Thật ra thì đối với những cái dòng súng sơ gan thì Kẹo bắn vô cùng là gà luôn nha mọi người. Chủ yếu là mình toàn chơi súng tiểu liên thôi các bạn ơi. Wow, để coi nào. Ngoài này hiện tại thì Kẹo chưa thấy được thêm ai nữa cả. Ok, nói chung là từ từ rồi là chúng ta sẽ đi kiếm mạng thôi nhem. Mình sẽ chạy xuống phía dưới con nào nhem. Wow, có ai đâu. Đơn giản là hiện tại thì bây giờ nó lại vắng quá cơ nhem ạ. Có thể ai đâu nhỉ. Có túi thương này. Ok, mình đang có đó là 3 túi thương nhá. Phát hiện ra là hiện tại hơi bị nhiều đạn xuống trường này. Ok, thế nào, ở ngay phía cửa sổ vậy em ơi. Coi chừng là vỡ đầu nha em ơi. Lại còn đứng thập thò ở ngay cửa sổ này ơi. Rồi ôi, ok. Thế là xong nhá, Kẹo đã có cho mình được mạng thứ hai rồi các bạn ơi. Các bạn là mới vào được trận thì toàn gặp mấy đứa nó chơi ngáo quá cơ nha em ạ. Ok. Và mình lượn lờ qua cái phía này, đấy đấy. Lúc nãy là vừa thấy có một cái ký hiệu ở trên bản đồ các bạn anh em, nên là bây giờ là thấy người luôn rồi nhá. À, ở ngay phía căn nhà 105 nhá. Nên là anh chạy qua luôn, đừng tưởng là anh phải sợ chú cả. Let go nha em ơi. Chạy qua rồi là bây giờ chúng ta sẽ xử lý nó luôn. Trời ơi này, em ơi. Ăn lựu đạn đi em ơi. Úi giời ơi em ơi. Ăn lựu này, anh cho chú ăn lựu no luôn nhà em. Và anh sẽ chạy qua phía này. Wow, đậu xanh. Phía này thì sao nhỉ anh em ơi. Nó chạy mất tiêu rồi thằng này. Chạy nhanh vậy hả. À đây. Úi giời ơi, tưởng là chạy được thoát khỏi tay súng của anh hả. Không được đâu nha em ơi. Ok, đơn giản. À, đậu xanh. Còn người nữa hả? Đông vậy, đông vậy, à đông vậy, đông vậy em ơi. Và Kẹo đã có cho mình được mạng thứ tư rồi nha em ơi. Mấy đứa này công nhận là nó lại ức hiếp mình quá cơ, nên là mình mới kill hết cả chúng nó luôn. Ok, khá là ổn khi mà hiện tại thì mình đã trang bị được ngay một cái khẩu súng tiểu liên MP40. Và mình có lượm thêm đạn súng tiểu liên đã anh em ơi. Đây, vứt bớt đi những ba đạn súng trường, đơn giản là vì Kẹo đang có quá nhiều đạn súng trường. Let's go nào mọi người. Mình sẽ chạy qua cái hòm sát chỗ kia để loot xác nó luôn nhỉ anh em. Sao phải ngại, cơ bản là giết người xong thì chúng ta sẽ loot xác mà thôi. Wow. Nào anh em, ngoài này thì nó lại vắng quá cơ anh em ạ. Chán thật nhỉ. Với đồ họa trên đảo thiên đường là cỏ người ta không có nâng cấp anh em ơi. Tức là cỏ vẫn thấp như bình thường nhé, chỉ là nâng cấp trên đảo quân sự mà thôi các bạn ơi. Đây là một điều mà Kẹo cảm giác là hơi bị chán ở phiên bản OB15. Lúc nãy là mình có chạy qua mấy cái cỏ kia và thấy là nó vẫn đang bình thường. Nó còn chưa cao thêm được nữa anh em ơi. Let's go. Đây. Cỏ vẫn như cũ mà anh em. Đây đấy. Cỏ có cao thêm đâu mọi người. Chán quá ha. Đây và mình sẽ chạy qua cái phía này coi. Wow. Đậu xanh. Thật nào. Đang chạy về hả em ơi. Úi dồi ôi mày chạy hả. Úi dồi ôi mày chạy hả em ơi. Cái đậu xanh mày định chạy với anh à, để coi nào. Nó đang đứng sau căn nhà đó luôn anh em ơi. Wow, chạy qua luôn nào. Ăn lựu đạn nhà em ơi, mày chạy đi em ơi. Úi dồi, mày chạy với anh này. Ok, và headshot luôn nhé em ơi. Trời ơi, anh đã bảo rồi, chú chạy với anh làm sao mà nổi. Mẹ còn cứ thích chạy cơ. Hiện tại thì ở trong cái ván đấu này còn lại đó là 21 người chơi nữa. Từ từ là Kẹo sẽ cố gắng sát thêm mạng và kiếm lấy top 1 trong cái ván đấu này luôn nha mọi người. Ok, và các bạn sẽ cùng theo chân mình để đi kiếm người nào nha em. Wow, cái đậu xanh. Ở đâu vậy hả? Có người ở ngay phía E thì phải anh em ơi. Đây, ok, let's go. Kẹo qua luôn nhé anh em ơi. Wow, các bạn đâu rồi? À đây. À, nó ngay phía bờ tường bên này anh em ơi. Ở ngay hướng 330 độ nhá. Nào, tính làm gì? Tính làm gì hả? À làm gì vậy? Ăn lựu đạn không em ơi? Làm gì vậy hả em? Trời ơi, mày chạy đi em. Đúng rồi, mày chạy đi em ơi. À, mày chạy vay này. À, lại còn dựng cả bom keo cả. Úi dồi ôi em ơi, xanh mộ cho em ơi. Anh đã bảo rồi cơ mà.
Anh đã nói rồi nhưng mà không chịu nghe cơ. Khá là dễ thì hiện tại kẹo đã có cho mình được mạng thứ 6. Anh em thấy là kẹo ăn mạng có nhanh không ạ? Rất là nhanh và rất là dứt khoát luôn nha các bạn ơi. Wow. Let's go và mình sẽ vào tạm trong nhà để quần máu cái đã, cho nó an toàn anh em ơi. Không mà nếu ở ngoài quần máu cũng được, nhưng mà anh em sanh mộ lúc nào thì cũng chẳng biết được đâu nhé. Nên là anh em cứ vào nhà mà quần máu cho nó an toàn, được chưa các bạn ơi? Đây và mình sẽ loot đồ nhanh thôi anh em. Đó, mình sẽ lượm lại được cái ống ngắm 4x anh em ơi. Đơn giản là lúc nãy thì kẹo có vứt lộ ra ngoài đấy. Kẹo lại sơ ý quá cơ các bạn ơi. Hiện tại thì mình đang ở trong cái vùng UAV nha anh em. Và có ngay một đứa phía này thôi, xong rồi. Pha này thì chú công nhận là sanh mộ với anh rồi nha em ơi. Em ơi, đừng đùa với ninja rùa nha em ơi. Đây đây, anh chạy qua ngay này. Đủ thanh niên ở trên tầng 2 cả. Chú lại thích ở trên lầu cao cả. Ok, thế thì ăn lựu nha em ơi. Ok, ăn lựu này. Mà nó xuống từng một mất tiêu rồi nha em ơi. Cái đậu xanh này. What the hell, chạy nhanh vậy. Anh em thấy là nó chạy nhanh vãi trưởng không ạ? Đây, mình sẽ lượn lờ qua phía này và cái đậu xanh em ơi, mày đấy à? Mày chạy với anh này và xanh mộ lên bảng đếm số luôn nhá em. Tưởng gì cơ? Chứ còn là bạn chơi kiểu này thì xanh mộ với kẹo là đúng rồi, chơi thế nào được? Lên nào anh em ơi. Mình sẽ chạy lên cái phía 105 này coi anh em. Wow. Chưa thấy ai cả. Nên là anh em hãy cứ từ từ nha, kiểu gì cũng sẽ thấy người nhé các bạn ơi. Đây à? Úi giời. Dình dập cái gì vậy hả? Cái đậu xanh và vỡ đầu nữa này em. Thanh niên này chơi ngáo quá cơ các bạn ơi, nên là đâm ra là vỡ đầu liên tục vậy. Let's go. Và kẹo sẽ lượm thêm bom keo nha mọi người. Dạo này là kẹo chăm chỉ lượm bom keo lắm. Đơn giản là bom keo nó dựng chắn đạn rất là tốt nha anh em. Ok mọi người. Bây giờ thì mình sẽ đi tạm bằng cái con xe máy này vậy. Đó, có gì đi nấy. Trước hết là mình sẽ chạy qua cái thính này đã anh em ơi. Wow, có người này. Cái đậu xanh thật nào. Mày chạy phía này à? Em mới đứng lại. Đứng lại mày. Ui, lại còn đâm hụt cơ. Cái đậu xanh này mà chạy đi em ơi. Ui, mày chạy đi này. Chạy đi em ơi và lên bảng đếm số nhá. Anh đã bảo rồi mà. Cho các chú chạy thoải mái luôn. Ui, cái đậu xanh. Ui, sấy gì mà ghê vậy hả? Ui dồi ôi, em ơi, sấy này em ơi. Rồi ok. Gạ chảo à? Anh không cho gạ đâu nha. Anh không cho gạ đâu nha. Tính là gạ chảo hả? Nào bơi vào đã bị đà nha. Đã bị xịt kẹo hạ gục nhá các bạn nhá. Đây và mình sẽ quần máu cái đã. Anh em làm gì mà căng vậy? Cứ quần máu cho nó full máu cái đã. Thì chúng ta sẽ chơi game một cách nó tự tin hơn rất nhiều anh em ơi. Ok, đã xong. Hiện tại thì kẹo đang đầy đó là 200 trên 200 máu luôn. Mỗi tội là cái giáp thì bây giờ chắc là chỉ còn lại là 55% khối lượng chống chịu sát thương mà thôi. Nên là xíu nữa thì kẹo sẽ kiếm lấy cho mình được một cái giáp mới anh em ơi. Lên tạm xe cái đã nhỉ. Lên tạm xe và chạy luôn nào anh em. Khi mà trong cái ván đấu này còn lại 9 người chơi nữa. Wow. Vậy là cơ hội chiến thắng của kẹo đã lên đến đó là 90%. Và ok, hình như là có đứa nào đấy vừa câu lựu vào căn nhà này thì phải. Ok, mình sẽ lượn lờ coi. Ở ngay phía này. Ui dồi ôi em ơi, mày câu lựu với anh. Trời ơi, chơi ngáo vậy em ơi. Chơi ngáo như này thì lên bảng điểm số là một cái điều mà không thể trách nổi được anh em ơi. Ok, như vậy là đã xong rồi nha anh em. Còn lại 8 người chơi nữa. Hôm nay em mặc cái bộ trang phục sát thủ bí ngô mà tôi lại biến trở thành sát thủ thật anh em ạ. Đấy đấy, sấy vừa gọi là càng đét luôn anh em ơi. Kẻ địch gọi là chết không kịp ngáp nào mọi người ơi. Và đây mọi người, thì mình sẽ chạy ra phía ngoài một xíu nha các bạn ơi. Wow. Có lẽ là lên tạm xe này và chạy thôi nhỉ anh em. Tôi lại phải ngại các bạn quá cơ đấy. Let's go. Cái đậu xanh. Thế nào, lái xe à em ơi? Xuống xe, đúng rồi, đúng rồi. Xuống xe này em này. Mày xuống xe là đúng rồi nhá. Ui, ui, sấy gì ghê vậy? Bạn làm kẹo sợ rồi đấy nha. Thật ra thì mình giỡn thôi nha em ơi, chứ còn làm mình sợ gì dăm ba mấy cái đứa này. Ok, và mình sẽ vừa chạy xe vừa quấn máu luôn, cho nó phun máu này anh em. Wow, thật là không thể tin nổi khi mà hiện tại thì kẹo đang có đó là 19 mắt xem này. Anh em thấy ghê chưa, ghê chưa? Đây, mình sẽ chạy lên phía đây coi. Wow, đang rất là vắng anh em ạ. Và có ngay một cái thính phía dưới này các bạn ơi. Mình nghĩ là thính này đã bị lượm rồi anh em ơi. Đơn giản là vì nó có ngay một chiếc xe quân đội cạnh thính luôn. Kiểu này là bị lượm rồi. Lượm rồi nên là chắc là kệ thôi anh em ơi. Đây, trang bị được luôn một cái giáp chống nổ nha mọi người. Quá đã.
Và chúng ta sẽ lên xe tiếp tục đi quẩy nó anh em ơi. Wow, lên phía trên thử coi nào anh em. À, đã thấy tiếng súng rồi nha. Thôi xong, thôi xong, ca này là chú chuẩn bị sanh mộ với anh rồi. Bây giờ là chú tập xác định đi nhá. Anh mà chạy lên mà anh đua xe là anh đâm vào người chú ra chú sanh mộ rồi này. Cái được xanh em ơi, dừng xe. Dừng xe nào. Cảnh sát đến rồi đấy. Dừng xe đi bạn ơi. À, chạy à, chạy à em ơi. Dừng xe đi, tên tội phạm kia cảnh sát đến rồi nhá. À đủ. Chạy hả em ơi. Chạy làm cái gì rồi lại phải lên bảng đếm số. Buồn chưa em. Ok. Và kẹo vừa lượm thêm được một số bom keo nha các bạn ơi. Ui. Pha này tí nữa thì xe nó chuẩn bị đổ thổ nha em ơi. Ghê thật ghê thật. Ở như vậy là xíu nữa thì kẹo đai đấy mọi người. Vâng, và trận đấu của chúng ta ngày càng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Khi mà hiện tại còn lại đó là 4 người chơi nữa ở trong cạnh ván đấu này. Ok. Wow, và bây giờ để coi nào anh em. À, khi mà đây là có một cái nấm, đó là cây nấm gì đây anh em? Nấm linh chi nha. Và ăn vào sẽ được cộng ngay lập tức đầy luôn EP 200/200. Như này thì quá ngon rồi không anh em ơi, quá đã quá đã. Vâng, và tất cả chúng ta hãy cùng chờ đợi nào mọi người ơi. 4 người chơi nữa. Ok. Cơ hội chiến thắng lúc này của kẹo đã lên đến đó là 20% rồi anh em ơi. Đó. Mình sẽ lượn qua phía này một xíu này. Cơ bản là có xe nên là anh em đi săn mạng nó rất là dễ đấy. Chứ còn là anh em mà chạy bộ đi săn mạng, thứ nhất là mất thời gian này. Thứ hai là anh em sẽ dễ bị sấy cho SML. Còn đi xe này, bị sấy thì anh em nhảy xuống và dự bom keo, mọi thứ nó khá là easy. Và anh em sẽ không cần phải ngại bất cứ một cái điều gì cả. Ok. À, 4 người chơi nữa. Mình sẽ lượn lờ vòng qua mấy cái khu ở phía trên này coi. Có ngay một cái thính ở phía này anh em ơi. Wow. À kẹo quên mất. Hiện tại thì kẹo đã có được mũ 3 này, giáp chống nổ này, với lại cả 3 lớp bài nữa. Đồ thì khá là ngon khi mà đã có cho mình được ngay một cái khẩu súng ra. Nên là bây giờ hầu như là full đồ rồi anh em ơi. Thế mà kẹo có định là loot thêm thính nữa thì loot thêm cái gì hả anh em? À bây giờ là mình chỉ thiếu một vài cái trang bị súng thôi. Các bạn là mình sẽ muốn đổi qua trang bị súng đồ tím hết thì bắn nó cực kỳ là ổn định và cực kỳ là chất chơi người dơ nha mọi người. Đây, 4 người chơi nữa và ok, hình như là mình vừa thấy được cái ký hiệu gì đấy. À, trời ơi, bơi hải mây, em ơi, bơi hải mây, trời ơi, bơi qua sông hải mây và lên bảng đếm số luôn nha em ơi, trời ơi. Bơi làm cái gì hả em? Ơ kìa, thêm một đứa nữa ở ngay cái khu vực dưới này và đậu xanh, mày chạy đi em ơi, mày chạy đi em ơi. Ok, và lên bảng đếm số luôn nhá. Anh em thấy ghê chưa? Hiện tại thì kẹo đã kill được 15 mạng và còn lại 2 người chơi nữa mà thôi. Trong khi đấy thì vòng bo đã còn khá là tương đối nên là mình sẽ mất thời gian để đi tìm kiếm được 2 đứa còn lại. Đây, anh em hãy chờ xem nào mọi người. Bây giờ là mình hãy cứ lận lờ cái đá anh em ơi. Lận lờ và kiếm mạng thôi chứ sao phải ngại hả anh em. Ok. 2 người chơi nữa nha anh em. Kẹo nghĩ là bây giờ chúng nó đã thủ nhà hết rồi. Chứ còn làm gì đấy nào mà ngu mà chạy lông bông như kẹo nữa hả. Thật ra thì mình chạy lông bông nhưng mà mình có xe nên là mình cũng chẳng ngại gì luôn nha. Ok. Cùng chờ đợi nào các bạn ơi. Ui. Để coi nào anh em. Chạy qua mấy khu này coi nào. À, và anh em đã thấy được thêm đứa nào không nhỉ? Kẹo là không có thấy này, buồn ghê tai anh em. Chắc là nó chỉ ở 2 căn nhà này thôi anh em ơi. Tôi nghĩ là như vậy. 2 căn nhà 2 tầng này thì khá là nghi nha mọi người nhá. À đâu, một cái là căn nhà nó giống như kiểu là căn nhà 3 tầng anh em ơi, 2 tầng rưỡi, đấy, một căn nhà là 2 tầng, ok. Thì kẹo vẫn đang chạy ở ngoài thôi, lông bông đi kiếm mạng thôi nha. Tầm này có lẽ là chúng nó thủ nhà cả. Chạy như này là hơi bị sai lầm đấy anh em ơi. Ok, mình sẽ cố gắng chạy thêm một lát nữa coi. Xem là bo nhỏ hơn nữa thì chắc chắn là các bạn sẽ dễ dàng kiếm mạng mà thôi đây. Còn lại 14 giây nữa thì vòng bo tiếp theo sẽ được thu lại. Đấy anh em, cứ chờ thôi. Bây giờ là cứ chờ thôi chứ còn là biết làm gì nữa hả anh em. Chờ thì chờ thôi nào. Wow, lên phía trên này anh em. Ở phía trên này đó là phía 345 và tôi vẫn đang nghi ngờ là hai cái nhà đấy kiểu gì cũng có người nhá. Đây các bạn ơi, bây giờ thì mình sẽ chạy chậm lại hơn nữa nhá. Các bạn kẹo sợ nhảy xuống xe thì chúng nó lại sấy cho SML nên là thôi. Đi trên xe cho nó an toàn đấy. Nhảy xuống xe cái là SML thôi, sanh mộ cho trận mới thì hơi bị nản. Đây, bo nhỏ rồi nên là kẹo sẽ chạy chậm hơn nữa. Ok,
Mình cứ chạy vây quanh căn nhà như này có khi là kẻ địch nó cũng sợ, nó không dám ra ngoài cơ. Ok, không sao cả. Quan trọng là chạy xe nó ngầu mà anh em skin xe đẹp mà, chủ yếu là khoe xe thôi. Lên phía này và wow, vắng như này ai chơi hả anh em ơi. Tôi nghi là có đứa trong nhà trắng nha các bạn nhá. Đây, bò đang rất là nhỏ rồi nha anh em ơi. Và còn lại đó là 33 giây nữa. À thì vòng bao thu lại và tôi đã phát hiện ra là có ngay một đứa này. Đúng như tôi dự đoán, nó ở ngay căn nhà trắng kia anh em ơi. Không biết là chỗ nào vậy. Ồ, hình như là đâu đó ở phía cửa sổ đậu xanh. Cửa sổ hả em ơi. Trời ơi, thế này thì ăn lựu đạn nhé em ơi. À đâu, đây là lựu choáng nha em ơi. Anh hết lựu đạn rồi. À nhảy xuống cả. Nhảy xuống cả. Ui, nhảy xuống cả. Làm gì vậy? Gạ chảo à? Gạ chảo hả? Muộn màng quá rồi em ơi. Gạ chảo sớm thì không có gạ, còn chơi như này thì lên bảng điểm số là đúng rồi nhá. Bình thường là mình khá là thích gạ team up, nhưng mà bây giờ bạn này gạ quá muộn màng rồi. Đây, đang có đó là 26 mắt xem này anh em ơi. Và thằng cuối đâu nhỉ? À đây. Úi dồi ôi, cầm ngay 32 cả. Sợ quá nhỉ, ui, sợ quá nhỉ, ui, sợ quá nhỉ. Và lên bảng điểm số nha em. Yes, tuyệt vời. Cả đã có được một cái trận tông 1 với 17 kill. Anh em thấy ghê chưa? Quẩy thôi anh em ơi. Đây, sát thủ bí ngô cùng nhảy quẩy nó các bạn ơi. Anh em thấy hay chưa? Gắt chưa anh em? Quá là ổn luôn nha các bạn ơi. Yes. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.